sang anh thăm gia đình anh tí, chuyển về thăm mẹ anh, mấy hôm nay anh không được về. Đi rửa mặt đi xong đi cùng nhau đi sang nhà anh. Đường sơn đấy, đường sơn đấy. Mẹ ơi, mẹ có nhà mẹ ơi, mẹ ơi. Ơi, ai đây? Con chào mẹ. Chào bác nha. Chào cậu. Ở đây vừa lấy nước. Chào bác. Cháu mua nước cháu. Con dậy với bác thì rót cho bạn gái nước đi. Dạ. Bác ở trong bếp đấy. Đấy. Bạn đến nhà chơi với bác thì rót nước cho bạn uống. Mẹ ông nước. Ông nước chắc. Vâng. Cảm ơn đau ông nước ạ. Ừ. Con mấy hôm nay con đi đâu mà chả thấy về nhà với mẹ? Con đi sang nhà bạn gái chơi mẹ. Yeah. Mẹ cứ tưởng con đi đâu ấy, mẹ lo chắc chết thì chả thấy về. Ừ. Hôm nay con mới rủ bạn gái sang thăm nhà mình ấy. Đi bạn gái con á? Vâng. Nhà xa không? Xa đến bạn con xa đấy. Cháu uống rượu, biết rượu cháu? Không, cháu không đâu ạ. Bác thì không có rượu bác còn được đâu. Nên mà anh thích uống thuốc lào thì uống rượu. Đấy, thì bác uống nha.
bác thì nghiện rượu với lại thuốc lào. Mẹ cũng bỏ được rượu ít thôi. Đấy, con trai mẹ. Bác ấy đấy chán quá lại đi không ở nhà bao giờ đâu mà. Toàn đi đi mấy ngày mới về. Ngày uống hết một la rồi đấy. Thế một gói thuốc lào nghiện rồi. Bác thì đã nghiện rồi, kiểu gì mà bác bỏ được. Kiểu một mình chán quá, con thì đi chả ở nhà thì bác lấy rượu ấy, thuốc lào làm bạn thôi. Phải uống, uống vì bây giờ thành nghiện. Cao dần bác ạ. Bác cùng với cháu nhỉ. Con bảo mẹ không nghe thì con mới đi ấy. Uống giảm dần xuống thôi. Thế con với bạn của con quen nhau được lâu chưa? Con với bạn con quen nhau được một thời gian rồi. Thảo nào đi không thấy về với mẹ. Thế là đi quen bạn gái. Thế thì mẹ cũng mừng lắm. Thế thì uống nước đi cháu. Này, con uống nước. Ôi dồi ôi. Ok đi. Đây. Thế cháu ở một mình hay là ở với ai? Cháu ở với bố, mẹ cháu mất rồi. Cháu không có mẹ đâu. Dạ. Yeah. Thế thì ở với bố thì bây giờ bố ở nhà hay đi đâu? Bố cháu ở đi ra ở với anh chị rồi, bây giờ cháu ở một mình thôi. Dạ. Yeah. Để con sẽ muốn hỏi mẹ nha, mà muốn ở một nửa là con muốn sang ở cùng với bạn gái, một nửa cùng với mẹ thì xem thế nào mẹ thôi. Con nhất trí đi ở với con không? Ừ, phải để mẹ xem. Các con thì thương mẹ, ra đón mẹ thì cùng mẹ cũng đi theo thôi. Rồi thì con bây giờ đi đâu thì mẹ phải đi theo. Ngày xưa con bé thì mẹ đi đâu thì con đi theo. Bây giờ con đón mẹ ra thì mẹ cũng đi thôi. Làm nào thì bỏ mẹ một mình ở nhà mẹ cũng không dám ở ấy. Thì con cứ suốt ngày đi này, mấy ngày con mới về thì bây giờ mẹ, nếu mà con thương mẹ thì mẹ cũng đi theo con. Cho mẹ đi theo mẹ cũng đi được. Ừ, thế thì mẹ đi theo chúng con thì ở với chúng con á. Con thì ở cũng ở một mình thôi. Nhưng mà mẹ thì vẫn nghiện rượu thuốc lào nhá, mẹ nói trước nha. Mẹ cai dần đi. Mẹ quán cai dần, mỗi ngày uống ít đi, một ly hai ly cho nó quen dần. Thì mẹ đã nghiện làm nào mà cai được con ơi. Cai không có tiền mua, sau này không có tiền mua thuốc lào mua rượu. Về các con đón mẹ gì, các con sức khỏe còn làm ngồi mẹ. Nếu bác đồng ý thì chuẩn bị thu xếp lên đồ đạc xong là đi sang nhà cháu ở. Cho bác đi ở, bác cũng đi thu xếp quần áo đồ đạc bác. Không đi tối nhà cháu xa lắm phải không? Vâng. Con gì nữa bác? À, còn cái nón cái cầm của bác ấy. Không mai đi làm việc thì không có nón. Thôi đi về luôn đi để bác nhỉ. Đi nó sợ tối đấy. Anh ơi, cái mày đi. Đi. Đi bác.
Đi mẹ. Ôi, nhưng mà nhà cháu có thuốc lào cái này, dấu thuốc đấy. Không, nhà không cháu có. Có ai hút đâu. Có thì bác đấy ạ. Ngày mai cũng có gì hút. Chân rồi. Còn xa mà dưới chân núi đấy. Thôi thế này. Con này để mẹ nhìn dưới chân thôi. Lào ra. Thử thuốc à? Thử thuốc, mệt lắm. Ừ, nghiền lắm rồi. Lào lúc này lúc là hút đấy. Thì chú nghiệm cho con ơi. Nhà xa. Còn là sao cháu? Sắp đến nhà rồi thì đó. À. Một lúc nữa. Ừ. Đi thôi nhỉ? Vâng. Đi. Cầm cho bác. Đi đến nhà cháu uống không rồi. Cầm con cầm với mẹ nha. Mày bao nhá ạ, bác sĩ. Mày nhá. Cúi chậm. Nghiện thì còn được nghiện cho mới biết. Rất nhiều là say đấy. Thế lúc nào đấy? Rồi mẹ đã nghiện mà chứ say con ạ. À. Sau này không được hút, tập hút thuốc nữa. Đúng rồi đâu.
con nói chuyện cho mẹ đi. Rượu mẹ đâu? Con lên mẹ, bác để cái ly trong, để cái ly cho bác ấy. Mệt. Có tuổi rồi, bây giờ có như bằng con đâu. Uống nhiều, hút thuốc nhiều nữa, mệt. Định bảo mẹ nghiện rồi, cái gì rót cho ly đầy. Thế mẹ chả uống. Cho đủ hấp đây. Còn hơn. Xài đấy, cẩn thận, xài đấy. Bây giờ con đưa mẹ sang ở với cùng với bạn của con một thời gian, vì hoàn cảnh con phải đi làm để kiếm tiền, thì mẹ phải ngoan ngoãn nghe lời bạn của con. Con hút thuốc với uống rượu bớt đi. Bạn của con nói gì mẹ phải nghe. Đi nhà cửa gì nó cũng rách nát hết nè, ta tới làm một thời gian này đi. Thì mẹ với bạn của con được, hai mẹ con thì chăm, tự chăm sóc nhau. Thì có bạn của con lo cho mẹ thì không sao, thì con cứ đi làm đi. Để có đồng ra đồng vào thì nhà cửa mình mới có ở. Chứ còn lúc nào cũng nhau này khó ở lắm. Con đi làm được, kiếm chỗ nào làm thì con đi thôi. Đằng nào có bạn con. Anh cứ yên tâm đi làm đi. Để bác ở đây em chăm sóc cho. Bác ở đây thì hút thuốc với lại uống rượu ít thôi. Cháu nói cái gì bác phải nghe đấy. Mẹ nhớ chưa? Nhớ em dặn chưa? Nhưng mà con đi làm thì phải được tiền đấy nha. Con đi làm cho gửi tiền về cho mẹ. Thế thì anh hẹn xe lúc mấy giờ để chuẩn bị đi sớm không kịp xe? Anh tí nữa anh đi rồi, anh thuê xe ôm đi từ đây ra huyện nó nhanh mà em. Chắc kịp không? Anh đi chuẩn bị quần áo đi. Rồi, chuẩn bị quần áo. Ê, con đi xếp quần áo hay là cho vào túi con về đi. Ôi, tí nữa lại muộn, lại không kịp xe bây giờ. Nhà mẹ, nhà cũng có bạn còn quan chăm sóc làm sao. Xe đến rồi anh ạ. Con đi làm đây. Con đi làm khỏe nhá.